Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn đó là cái công thức tính diện tích toàn phần của hình lập phương. Được chưa? Diện tích toàn phần của hình lập phương. Nghe các bạn, chữ TB chính là toàn phần đó, chữ TB chính là toàn phần. Được chưa? Vậy bước đầu tiên mình sẽ định nghĩa trước hình lập phương là gì? Hình lập phương. Đó. Hình lập phương là một cái hình hộp, thứ nhất là hộp nè. Đây là cái hộp nè, được chưa? Cái hộp đựng đồ mà. Đó, cái hộp. Được chưa ạ? Cái hộp đó, các bạn hiểu như vậy thôi. Hình là cái hộp đó, cái hộp đựng đồ của mình á. Được chưa? Thứ hai, các mặt của nó, mặt số 1, mặt số 2, chúc mình kể ra các mặt, 6 mặt. 6 mặt là hình vuông nha các bạn. Mình viết tắt nha, hình vuông. Thì đây, một cái hình hộp thì gồm có mặt trên nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, và mặt đáy dưới là 5 nè, và mặt trên nữa là 6 mặt. Thì đặc điểm của 6 mặt này đều là phải là hình vuông nha các bạn. Mình lấy cái hình này để tưởng tượng minh họa thôi nha, chứ đây không phải là hình lập phương nha các bạn, đừng hiểu lầm. Đây là hình hộp, hiểu chưa? Đây là hình hộp chữ nhật đó, nhưng mà mình tưởng tượng để cho các bạn hình dung. Đây là hình hộp lập phương khi và chỉ khi thứ nhất 6 mặt này, 1 2 3 4 5 6, 6 mặt này đều là hình vuông nha các bạn. Thì đặc điểm của hình vuông thì các cạnh này nó bằng nhau, được chưa? Mình kêu là a, tất cả các cạnh này đều bằng a hết, được chưa? Vậy diện tích toàn phần sẽ bằng, thì mình biết rằng toàn phần là sao, là các bạn đi vào một căn nhà thì các bạn phải đi vào phía trước nè, đi vào bên hông nè, đi vào phía sau và đi vào bên hông bên trái, được chưa? Rồi các bạn vào nhà, vào cái tình trạng nè, sau đó lên lầu, được chưa? Vậy là gồm có 1 mặt, 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt, 6 mặt và 4 mặt, 5 mặt và 6 mặt, được chưa? Vậy diện tích toàn phần vậy sẽ bằng là diện tích gì ạ? Diện tích xung quanh cộng với diện tích cái mặt sàn và cái mặt lầu, được chưa? Là diện tích hai đấy. Thì diện tích xung quanh của hình lập phương sẽ bằng 4 lần a nhân a, chính là cạnh nhân cạnh đó nha các bạn. Còn diện tích hai mặt đáy, đặc điểm của hai mặt đáy này cũng là hình vuông, được chưa? Hai mặt đáy thì lần 2 lần, mặt đáy ở dưới là hình vuông, mặt đáy trên cũng là hình vuông, vậy hình vuông sẽ bằng là 2 lần a nhân a, được chưa? 4 lần a nhân a thêm 2 lần a nhân a, vậy là 6 lần a nhân a, được chưa? Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ bằng 6 lần cạnh nhân cạnh, được chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn còn vướng mắc gì thì các bạn có thể comment, mình sẽ hướng dẫn lại sau nha. Rồi có ý kiến gì cứ comment thoải mái, đừng ngại ngùng gì nha các bạn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.